em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài. Bài này thì cô sẽ nói với các em về cái kỹ thuật, các bước để khám một cái hạch ngoại vi. Cô sẽ chia sẻ cái màn hình đã, chờ chút. Em nhìn thấy cái slide nhỉ? Ok nha. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học bài này. Mục đích của cái việc khám hạch ngoại vi thì đầu tiên là để chẩn đoán đúng không? Chẩn đoán thì sẽ có những cái tình huống như này, là bệnh nhân người ta tự sờ cái hạch, người ta đến với các em, đúng không? Cái tình huống thứ hai là bệnh nhân người ta đi khám bởi vì một cái vấn đề khác, và cá nhân các em thì phải kiểm tra xem người ta có hạch ngoại vi không. Đó là vấn đề chẩn đoán. Tiếp theo là mục đích thứ hai là để lấy bệnh phẩm. Thì ví dụ như là một bác sĩ mà làm về cái công tác sinh thiết ấy, thì bắt buộc người ta phải khám được hạch ngoại vi thì người ta mới lấy được bệnh phẩm để làm giải phẫu bệnh, đúng không? Mục đích thứ ba là để điều trị. Ví dụ như là những cái trường hợp mà các cô điều trị xong nó còn sót một hạch ngoại vi chẳng hạn thế, thì các cô sẽ có cái chỉ định để lấy cái hạch ấy đi. Đó, thì đấy là thì các cô phải sờ thấy được hạch thì các cô mới lấy được hạch đi, đúng không? Rồi tiếp theo là để tiên lượng. Tiên lượng nghĩa là gì? Nghĩa là một bệnh nhân đã được chẩn đoán là ung thư rồi. Thì các cô sẽ phải xem là bệnh nhân này có hạch không, để xem giai đoạn của bệnh nhân là gì. Và từ cái giai đoạn đấy thì các cô mới tiên lượng được bệnh, đúng không nào? Thế bây giờ các nhóm hạch ngoại vi. Thì em nào cho cô biết là thế nào là hạch ngoại vi, và kể cho cô một số các cái nhóm hạch ngoại vi xem nào. Bạn Lê Thị Hòa nào. Có em. Ừ, khẩn trương lên em ạ. Hòa trả lời đi, không trả lời được thì em bảo là em không trả lời được cho nhanh. Dạ vâng ạ. Em cũng chưa nhớ ra cô ạ. Nào bạn khác. Các nhóm hạch ngoại vi và kể cho cô một số nhóm hạch ngoại vi. Thế nào là hạch ngoại vi? Nào bạn nào trả lời được câu này cô sẽ tặng cho 0,5 điểm điểm thi. Thi lâm sàng nhé. Trần Huy Chào cô ạ. Hiệu. Vâng. Thưa cô, là các nhóm hạch ngoại vi như là hạch vùng đầu, mặt, cổ cô ạ. Thế Vùng nào nách. là hạch ngoại vi đã? Em thể trả lời cái câu đấy đó. Hạch ngoại vi Em phải là nói những một cái tổng quát. tổng quát. Sau đó em mới kể tên. Hạch ngoại vi là những cái tế bào. Em quên mất cái định nghĩa của cái hạch ngoại ngoại vi là thế nào rồi. Em chỉ nhớ là cái vùng hạch ngoại vi là các cái vùng như là vùng đầu, mặt, cổ, vùng nách. Em chỉ Rồi nhớ cô thế sẽ là cô sẽ trao may mắn này cho bạn khác. Nào bạn nào biết dạ. bật mic lên. Em là cô ạ. Tên là gì đấy? Em tên là Ánh ạ. Ánh. Rồi. Em là cô, là hạch là cái cấu trúc mà thuộc cái cơ quan lympho và Không. nối với cái. Không không không, cô không cần biết hạch là cái gì. Em chỉ cần cho cô biết là thế nào là hạch ngoại vi. Em thì không rõ cái khái niệm hạch ngoại vi nhưng mà em chỉ biết Rồi các thế nhóm thôi. hạch ngoại vi. Nào bạn nào biết? Bạn nào biết bật mic lên để lấy 0,5 điểm thi lâm sàng. Thưa cô, hạch ngoại vi tức nghĩa là
Nằm trong hệ thống hạch bạch huyết khắp cơ thể, nhưng mà hạch ngoại vi là hạch mình có thể sờ chạm thấy được. Rồi đúng rồi. Rồi kể cho cô một số nhóm hạch ngoại vi. Thưa cô, chẳng hạn như là hạch cổ, hạch nách, hạch bẹn. Rồi em tên là gì? Em tên là Ngô Thị Bích Thủy ạ. Ngô Thị Bích Thủy à? Vâng ạ. Thì Tuấn có đây không nhỉ? Dạ vâng, em đây ạ. Bạn này cộng 0,5 điểm thi tốt nghiệp, à thi lâm sàng nhé. Dạ vâng. Rồi, bạn nói đúng rồi. Vâng, em cảm ơn cô ạ. Đây là các cái vị trí hạch ngoại vi mà các em có thể sờ thấy được nhé. Thì cái buổi giảng ngày hôm nay cô sẽ tập trung vào dạy cho các em cách khám và phát hiện hạch cổ và hạch nách. Còn các vị trí khác thì chúng ta có thể tự khám, không nhất thiết phải là dạy mới làm được. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải xác định những gì khi khám. Thứ nhất là khi khám các em phải hỏi bệnh nhân xem cái thời gian xuất hiện của cái hạch đấy đã lâu chưa, hoàn cảnh xuất hiện của cái hạch đấy như thế nào. Chẳng hạn như là tự nhiên bệnh nhân sờ thấy thì lại khác, hoặc là bệnh nhân này cứ mỗi khi đau răng thì lại xuất hiện cái hạch thì nó lại khác nhé. Và diễn biến của cái hạch đấy như thế nào, chẳng hạn như là bệnh nhân này là cái hạch này có độ 5 năm rồi nhưng mà cứ lúc to lên lúc nhỏ đi đấy thì nó lại khác nhé. Thì chúng ta phải hỏi những cái yếu tố này để sau này làm gì, để chúng ta phân biệt xem cái hạch này có nghi ngờ gì ung thư không. Tiếp theo là phần khám thì chúng ta sẽ phải xác định này. Thứ nhất là vị trí của cái vùng hạch đấy, hạch đấy thuộc vùng cổ hay vùng nách hay vùng bẹn vân vân, và ngay cả vùng cổ đi chăng nữa thì nó cũng có rất là nhiều nhóm, lát nữa các em sẽ thấy. Rồi số lượng, có thể chúng ta khám thấy một hạch nhưng cũng có thể khám thấy nhiều hạch. Rồi tiếp theo là kích thước của hạch, mật độ của hạch chắc hay không chắc, rồi bờ của hạch rõ hay không, rồi có ấn đau hay không. Đó, chúng ta phải xác định được những yếu tố đấy nhé. Và khi chúng ta khám cái hạch, khám thấy một cái bất thường gì đấy mà chúng ta nghi ngờ là hạch, thì chúng ta phải trả lời được 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là có phải hạch không? Bởi vì cùng một cái cấu trúc bất thường đấy, nó sẽ có thể có rất là nhiều những cái khác nhau xảy ra, có thể là hạch cũng có thể là chẳng phải là hạch gì cả. Đấy, thì câu hỏi 1 chúng ta phải trả lời đầu tiên. Sau đó chúng ta sẽ hỏi trả lời đến câu thứ hai là cái hạch đấy ấy, có nghi ngờ gì là ung thư hay không. Rồi tiếp theo cái câu hỏi thứ ba là chúng ta sẽ phải hỏi là cần làm gì tiếp theo để xác định. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em khám hạch cổ. Thì trước khi vào khám thì các em phải nắm được hạch cổ của chúng ta sẽ có 6 nhóm tất cả. Lưu ý là hạch cổ sẽ có 6 nhóm và 6 nhóm hạch này các em phải nắm chắc trong lòng bàn tay bởi vì nó có trong câu hỏi thi. 6 nhóm hạch này bao gồm như sau. Thứ nhất là nhóm hạch dưới cằm, dưới hàm. Đấy, gọi là nhóm 1. Không cần nhớ 1A, 1B, chúng ta chỉ cần nhớ nhóm 1 là nhóm dưới cằm, dưới hàm. Tiếp theo nữa, các em có nhìn thấy cái cơ ức đòn trũng ở đây không? Thì sẽ có 3 nhóm hạch nó đi dọc theo cơ ức đòn trũng này. Đó là nhóm 2, nhé. Nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Có thể gọi, lâm sàng người ta thường gọi là nhóm cảnh cao, cảnh giữa và cảnh thấp. Hoặc là cổ cao, cổ giữa, cổ thấp cũng là nó, nhé. Đấy, có 3 nhóm dọc theo cơ ức đòn trũng là nhóm 2, nhóm 3 và nhóm 4. Tiếp theo, ở phía trước của các cái nhóm dọc ức đòn trũng này gọi là nhóm cổ trước, tức là nhóm 6. Và ở phía sau của ba cái nhóm hạch 2, 3, 4 này gọi là nhóm gai sau, tức là nhóm 5. Được chưa nào? Có 3
có tổng cộng là 6 nhóm hạch cổ. Nhóm 1 là hạch dưới cằm, dưới hàm. Nhóm 2, 3, 4 là nhóm cổ trên, giữa và dưới, hoặc là cảnh cao, cảnh giữa và cảnh thấp. Nhóm 5 là nhóm gai sau và nhóm 6 là nhóm cổ trước. 6 nhóm hạch cổ. Đây là cái tư thế khám hạch cổ. Nhá. Tư thế khám hạch cổ thì không ai quy định thế nào đúng, thế nào sai. Ở đây chúng ta đều thấy là có một bác sĩ thì người ta khám từ phía sau, còn một bác sĩ thì lại ngồi phía trước khám, đúng không? Đó. Không ai quy định đúng sai như thế nào hết cả. Chúng ta khám như thế nào để chúng ta dễ dàng nhất sờ thấy các cái nhóm hạch cổ của bệnh nhân thì đấy là tư thế đúng. Thế thì đối với tôi ý, thì ngồi phía sau tôi khám tôi sẽ dễ thấy dễ dàng nhất. Thì tôi cho đấy là tư thế đúng. Nhá. Bây giờ các em sẽ xem một cái video. Em sẽ được xem 20 lần tùy các em. Và sau đó các em sẽ trả lời cho cô sau khi xem cái video này là tư thế khám của bệnh nhân và thầy thuốc như thế nào và kỹ thuật khám như thế nào. Rồi, em xem xong chưa? Rồi. Xem được rồi đúng không? Xem được chưa? Cô ơi, cô xem lại lần nữa. Xem lại nữa à? Vâng. Lại xem lại nữa. Rồi, xem lại.
Rồi bây giờ các em cho cô biết xem là tư thế khám như thế nào nào. Mời bạn Lily đi. Lily đâu? Các em phải nhanh lên, mất thời gian của cô lắm. Cô còn bao nhiêu bệnh nhân chờ? Bạn Lily đâu? Lily có đây không? Thầy Tuấn ơi, bạn Lily là không có mặt đâu nhé. Dạ vâng ạ. Mời bạn Vũ Văn Hải nào. Dạ vâng, em thưa cô ạ. Tư thế khám như nào em? À, thưa cô thì tư thế bệnh nhân là bệnh nhân ngồi đầu hơi cúi ạ. Và khi bác sĩ khám thì đứng ở phía sau bệnh nhân và dùng hai tay sờ đối xứng hai bên. Đúng rồi. Kiểm tra từ trên xuống dưới theo vị trí của 6 nhóm hạch cổ. Đúng rồi, bạn này nói gần đúng rồi đấy. Thế còn khi mà cô khám thì cô dùng cái tay cô khám như thế nào? Thưa cô là tay thì dùng mặt trong của các đầu ngón tay và đặc biệt là hai cái ngón ngón trỏ và ngón giữa để khám. Đúng rồi, bạn này nói đúng rồi đấy nhé. Thì các em lưu ý là chúng ta sẽ, thầy thuốc sẽ đứng ở phía sau bệnh nhân, đấy là tư thế mà cô thấy là khám dễ nhất. Sau đó chúng ta bộc lộ cổ của bệnh nhân, rồi tiếp tục là bệnh nhân sẽ hơi cúi để cho nó trùng các cái cấu trúc ở cổ này để chúng ta dễ khám. Và khi khám thì các em nhớ so sánh đối xứng hai bên và dùng ba cái đầu ngón tay, ngón 2, ngón 3, ngón 4 ấy nhá, theo cái tư thế là check khoảng độ 30 đến 45 độ. Và chúng ta sẽ khám lần lượt từng nhóm hạch. Đó. Khi khám thì các em hơi miết, hơi dai nhẹ nhẹ thôi, không được là mạnh nhá. Để chúng ta phát hiện những bất thường ở vùng cổ. Bạn vừa trả lời là Vũ Văn Hải phải không? Dạ vâng ạ. Thầy Tuấn ơi, bạn Vũ Văn Hải này, thầy cộng cho bạn ấy 0,5 điểm thi lâm sàng nhé. Dạ vâng ạ. Tiếp theo, khi mà chúng ta khám thấy những bất thường ở cổ, chúng ta phải có cái nhận định để trả lời câu hỏi thứ nhất là cái bất thường đấy có phải là hạch hay không. Thì các em sẽ thấy có một số những cái nhầm lẫn khi mà các em khám, các em thấy có cái cấu trúc bất thường nhưng các em, nhiều người là bị nhận định nhầm là hạch. Đó là những cái gì? Cái thứ nhất rất là nguy hiểm, đấy là xoang động mạch cảnh. Xoang động mạch cảnh này ở những người mà cao tuổi, có xơ vữa mạch, có cao huyết áp, thì cái xoang động mạch cảnh này thường là nó rất là cứng. Cho nên rất nhiều người bác sĩ khi khám đã nhầm tưởng nó là hạch nhóm 2, nhóm 3. Nhưng không phải, đây là xoang động mạch cảnh. Và các em lưu ý là làm nào để phát hiện được đó là xoang động mạch cảnh. Đấy là khi chúng ta hơi để nhẹ tay vào cái vùng đấy thì chúng ta thấy nó đập nhé. Và nếu mà các em thấy như vậy thì các em chớ có mà xoa
mà di mạnh rất là nguy hiểm cho bệnh nhân. Đấy là cái nhầm lẫn thứ nhất. Cái nhầm lẫn thứ hai là cái khối u nang giáp móng. U nang giáp móng. Tại sao lại có cái u nang giáp móng? Các em nhìn cái đường ở trong bào thai thì nó sẽ có một cái đường, nó gọi là ống lưỡi giáp. Nó đi từ mặt sau, mặt dưới của lưỡi cho đến vùng tuyến giáp. Nhưng mà đến khoảng tháng thứ 7 trong thời kỳ bào thai thì nó phải teo cái ống này đi. Nhưng ở một số người thì nó không teo đi và nó phình dần ra thành cái nang. Và cái nang này nó lại bám vào xương móng. Cho nên là người ta gọi là u nang giáp móng. Và cái u nang giáp móng này các em nhìn thấy nó thường là nó ở cái đường giữa. Đấy, nó cứng, nó tròn như thế này. Nhá, thì cái này là u nang giáp móng. Và để điều trị cái này thì người ta phải mổ thắt cái chỗ mà nó còn sót, nó phình ra đấy. Đó, thì người ta sẽ mổ lấy nó đi. Đây là cái u nang giáp móng chứ không phải là hạch. Lưu ý là nó thường tròn, cứng, căng như này. Và nó thường nó nằm ở đường giữa bám vào thân xương móng. Đấy chưa? Tiếp theo một cái cấu trúc nữa mà hay bị nhầm đó là các cái tuyến nước bọt. Các cái tuyến nước bọt thì có thể là tuyến mang tai, tuyến dưới hàm, tuyến dưới lưỡi. Nhưng mà đây hay bị nhầm hạch cổ là hai cái tuyến là tuyến mang tai và tuyến dưới hàm. Nhá, đây, trường hợp tuyến nước bọt. Còn một cái trường hợp nữa cũng hay nhầm đó là cái nang giáp trạng hoặc là cái tuyến giáp nó bị to lên trong bệnh lý Bardet-Biedl thì cũng bị nhầm. Thì để mà phân biệt á thì người ta sẽ phải bảo bệnh nhân nuốt. Và bệnh nhân nuốt thì sẽ thấy nó di động theo nhịp nuốt, nhưng mà một số trường hợp rất khó phân biệt thì người ta sẽ phải dùng đến siêu âm. Thì đây là các cái nhầm lẫn khi chúng ta khám ở vùng cổ, chúng ta phát hiện ra những cái bất thường mà chúng ta tưởng đấy là hạch nhưng mà không phải. Rồi, thế về phần khám hạch cổ này thì các em còn hỏi gì không? Tiếp theo cô sẽ chuyển sang cái phần kỹ thuật khám hạch nách. Đây, thuật khám hạch nách. Bây giờ các em lại xem tiếp một cái video khám hạch nách. Chờ cô một chút. Thank you.
Rồi, các em xem xong chưa? Lớp này có vẻ kiệm lời thật đấy. Dạ xong rồi cô ạ. Ừ, đấy, chí ít là phải nhanh nhẹn như bạn này. Rồi, nào bạn này họ cho cô hỏi xem là tư thế khám như nào và kỹ thuật khám như nào. Vâng, thưa cô ạ. Trước tiên thì bác sĩ cho bệnh nhân ngồi ngay ngắn là thẳng lưng ạ. Và bác sĩ bên khám bên phải, nách bên phải thì bác sĩ dùng tay phải đỡ cổ tay bệnh nhân và cho bệnh nhân dạng nách so với thân mình 70 độ ạ. Và dùng ba ngón tay trái khám vào lách bên tay bên phải của bệnh nhân ạ. Và đổi bên sang bên tay trái thì bác sĩ cũng dùng tay trái của mình đỡ vào cổ tay của bệnh nhân và cho bệnh nhân dạng lách 70 độ so với thân mình và dùng tay phải khám hạch nách bên trái ạ. Rồi, nói chung là bạn ấy quan sát rất là kỹ đấy. Tuy nhiên là cô cũng nói rằng các em khám thì các em lựa chọn cái tư thế nào và cái tay các em sử dụng như nào đấy là do các em nhé. Nhưng mà bệnh nhân sẽ tay sẽ hơi hơi dạng một chút để cho nó trùng cơ, để các em khám nó dễ dàng hơn. Nên một số trường hợp thì bệnh nhân không thể ngồi được, chẳng hạn như bệnh nhân có vấn đề cột sống, chẳng hạn như di căn xương chẳng hạn thế. Thì lúc đấy thì các em khám theo tư thế nằm cũng được, nhưng mà cũng phải tay làm thế nào để cho nó trùng cái cơ nách ấy, để các em có thể khám nó dễ dàng nhé. Bạn này tên gì nhỉ? Em là Nguyễn Văn Hảo ạ. Nguyễn Văn Thảo ạ? Thảo ạ, Hảo ạ, Nguyễn Văn Hảo ạ. Hảo ạ? Vâng ạ. À, thầy Tuấn cho bạn này nửa điểm một câu với nhá. Dạ vâng ạ. Dạ vâng, em cảm ơn cô ạ. Rồi tiếp tục. Thế thì khi mà chúng ta khám như vậy, chúng ta sẽ thấy bất thường ở nách thì vậy chúng ta có những cái nhầm lẫn gì hay gặp nhất? Thế thứ nhất là cái áp xe vùng nách do viêm năng lông. Các em có nhìn thấy slide cô chia sẻ không nhỉ? Có. Đó thì các em sẽ thấy là cái viêm năng lông ấy nó sẽ nằm rất là nông,
nó sẽ là một cái khối nó dính ngay ở dưới da ấy. Đấy, và sẽ thấy nó viêm đỏ lên như thế này. Nhá. Chứ còn hạch nách thì nó phải nằm sâu cơ, chứ nó không phải thể dính vào dưới da như thế được đâu. Đó, thì các em phải phân biệt với một cái viêm nang lông. Và cái này là rất hay gặp ở chị em phụ nữ mà nhổ lông nách nhưng mà lại vào cái lúc mà chúng ta chưa vệ sinh nách. Thế thì cái lỗ chân lông nó bị giãn ra và vi khuẩn nó sẽ xâm nhập vào, nó gây viêm nang lông. Đấy. Đấy là cái thứ nhất các em phải phân biệt. Cái thứ hai các em phải phân biệt đấy là cái tuyến vú phụ. Đấy, ở bên cái hình bên trái này, đó là cái tuyến vú phụ ở nách. Thì ở một số người ấy, ngoài hai cái tuyến vú chính thì nó sẽ có những cái tuyến vú phụ, mà cái tuyến vú phụ hay gặp nhất là ở vùng nách. Và lúc bé thì có thể chỉ thấy là một số em bé là cái vùng nách này nó, người ta tưởng là nó bụ bẫm nhưng thực ra là nó có cái tuyến vú phụ ở đấy. Thế đến khi mà dậy thì ấy, thì bắt đầu là cái tuyến vú phụ này nó phát triển, bởi vì tuyến vú chính nó phát triển nên tuyến vú phụ nó cũng phát triển. Và khi mà cái tuyến vú phụ này nó làm nào để chúng ta phân biệt được đấy là tuyến vú phụ, thì các em sẽ hỏi bệnh nhân, các em sẽ thấy rằng là ví dụ như là mỗi chu kỳ kinh nguyệt ấy, mà những cái lúc mà tuyến vú chính mà nó bị cương lên thì cái tuyến vú phụ ấy nó cũng cương lên vì do nội tiết. Đấy, hoặc là có một số người là khi mà sinh con ấy thì cái tuyến vú chính nó tiết sữa thì cái tuyến vú phụ này nó cũng tiết sữa. Đấy, thì bằng cách đấy chúng ta có thể phân biệt được đấy là cái tuyến vú phụ, và chúng ta nhìn này, nhìn nó rất là dễ xác định là tuyến vú phụ. Nó là một cái khối ở ngay cái mô mềm, và nó bình thường không phải ở chu kỳ kinh thì nó rất là mềm mại nhá, nó như là một cái cục mỡ, nó hơi cứng hơn mỡ một chút. Đó, thì đấy là chúng ta xác định là đây là tuyến vú phụ chứ không phải là nách nhé. Thế đối với hạch nách ấy, thì chúng ta phải xem cái nguyên nhân là gì khi mà chúng ta đã xác định được hạch nách. Thì có một số các cái nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là nếu mà trẻ em cái tầm mà tiêm phòng lao ấy, đó, thì chúng ta thỉnh thoảng có các cái em bé là bị nổi hạch nách sau khi tiêm phòng lao nhá. Tiếp theo nữa là hạch nách có thể gặp ở các cái bệnh lý ung thư, chẳng hạn như là u lympho, hoặc là đây là ung thư vú có thể nổi hạch nách. Đây là hai cái nguyên nhân mà chúng ta thường thấy nhất đối với hạch nách nhé. Đấy. Rồi, thế thì khi mà chúng ta đã xác định được là đúng là bệnh nhân có hạch nách, đúng là bệnh nhân có hạch cổ, thì chúng ta phải tìm một cái câu trả lời tiếp theo cho cái câu hỏi tiếp theo, đó là vậy thì cái hạch nách hay cái hạch cổ hay cái hạch mà chúng ta khám đấy, hạch ngoại vi mà chúng ta khám đấy, chúng ta có nghi ngờ một chút nào về ung thư hay không? Đấy, thì bây giờ chúng ta phải trả lời cái câu hỏi là có nghi ngờ ung thư hay không? Đây, các em nhìn cái đáp câu hỏi, ba câu hỏi của chúng ta này. Hạch đó có nghi ngờ ung thư hay không? Thế bây giờ, bạn nào có thể cho cô biết là những cái hạch như nào thì chúng ta sẽ nghi ngờ ung thư? Nào, xin mời bạn bạn nào đấy? Bạn nào xung phong đấy? Dạ em Nương. Em Nương cô là với trường hợp khám hạch thì mình phải xem kích thước ạ, số lượng hạch như thế nào, bề mặt là hạch có nhẵn hay gồ ghề ạ, mật độ của hạch là mềm hay là rắn chắc ạ, có di động hay không ạ, và nó có dính với nhau không. Với lại quan trọng là hạch nó có biểu hiện là viêm, là sưng nóng đỏ đau hay không ạ? Thế hạch như nào thì sẽ nghi ngờ ung thư? Em phải loại trừ một cái ung thư. Còn hạch, để mà trả lời câu hỏi này nhá, em trả lời một cái câu ngược, nó hơi ngược một chút như này thì em sẽ thấy rất dễ này. Hạch như nào thì em sẽ không nghi ngờ một tí nào về ung thư cả. Đấy. Thì tất cả những cái hạch còn lại thì em phải nghi ngờ. Bây giờ em phải loại cho cô cái hạch nào mà em không hề nghi ngờ một tí nào về ung thư đấy. Em với cô là hạch không ung thư là nó không di động ạ, bề mặt nó nhẵn ạ, không phải, gồ ghề, không phải rồi nhá, có phải là không sưng nóng đâu ạ, cũng không phải. Em chưa biết là từng bạn trả lời thôi.
Em thưa cô, có phải là khi mà mình nghi ngờ đến hạch ung thư thì lúc đó là mình sờ vào cái hạch đấy, thứ nhất là màu sắc ở trên cái hạch đấy nó có khác bình thường, ví dụ như màu tím hoặc màu tím sẫm hoặc là màu tối sang cái vùng đấy nó gồ ghề và mật độ sắc? Em xin phép trả lời ạ. Em Hải ạ. Thứ nhất là em nghĩ là nếu mà nghĩ đến hạch ung thư thì thứ nhất là hạch về ranh giới của hạch không rõ ràng. Thứ không hai phải. Là huy động. Có những cái hạch ung thư ranh giới nó rõ ràng lắm. Thế ạ. Kích thước tăng nhanh ạ. Nào bạn nào chỉ nói cho cô đúng một ý thôi là cô gật ngay là những hạch nào là những hạch không thể nghi ngờ ung thư được. Em với cô những hạch. Nào bạn cô nào. Hạch lành tính thì thường là một bạn đã em với cô những cái hạch mà nó lành tính thì thường là cấu trúc nó mềm, mật độ nó vừa phải và khi ấn thì nó không có cảm giác đau hay khó chịu. Ừ. Đúng em rồi. Em trả lời ạ. Em nghĩ là hạch mà không nghĩ đến ung thư ấy, thì là hạch đấy là có kết hợp với tình trạng viêm nhiễm, mà khi hết viêm nhiễm thì hạch cũng mất đi ạ. Thưa cô em trả lời ạ. Đấy anh bạn đấy đang nói là một là hết viêm nhiễm thì mất, đúng không? Vâng ạ. Đây em đang nói là hạch lành tính ạ. Đấy. Rồi, tiếp, còn gì nữa? Và hạch lành tính thì thường biến mất sau vài ngày, có nghĩa là biến mất thì không kéo dài ạ. Xuất hiện nhanh. Vâng. Đúng không? Vâng ạ. Rồi, gì nữa? Em được cô em hết ạ. Thưa cô em bổ sung ạ. Từ từ. Bạn nào vừa nói cái đấy đấy, bạn nào vừa nói với cô cái hai cái ý đấy? Bạch Huế cô ạ. Nhá. Em Huế ạ. Vâng. Các em lưu ý này, bạn Huế bạn nói rất đúng, tức là chúng ta phải dựa vào diễn biến của cái hạch. Nhưng bạn nói đúng nhưng mà chưa đủ. Diễn biến của hạch đấy thì là như này. Nếu như mà hạch đấy mà nó lúc viêm thì nó có, nhưng mà lúc chúng ta điều trị kháng sinh thì nó lại hết mất, thì đấy là chắc chắn chúng ta không nghi ngờ gì ung thư cả. Cái thứ hai nữa là nó xuất hiện ngắn thôi, nó xuất hiện sau đó nó lại tự tiêu đi, thì là chúng ta cũng không nghi ngờ gì về ung thư cả. Cái thứ ba nữa ấy, là nó xuất hiện hàng năm trời nay rồi và kích thước nó vẫn như thế, thì chúng ta cũng không hề nghi ngờ một tí nào ung thư cả. Đấy là cái diễn biến nó rất là quan trọng để mà chúng ta loại đi những cái hạch viêm. Nhá. Còn nếu mà diễn biến nó không phải như vậy, tức là nó xuất hiện có gần đây thôi và nó cứ to dần lên to dần, đấy là chúng ta phải nghi ngờ. Tiếp theo nữa là nó không có liên quan gì đến việc chúng ta điều trị kháng sinh cả, viêm nhiễm cả, nó không có liên quan. Cái đấy chúng ta cũng phải tính liệu có phải ung thư hay không. Tức là cái diễn biến của cái hạch đấy nó rất là quan trọng để chúng ta loại trừ ngay được những cái hạch mà không hề có một tí nghi ngờ nào về ung thư cả. Cái vấn đề thứ hai nữa là khi mà chúng ta khám ấy, thông thường những cái hạch mà nó mềm, kích thước nhỏ, hạch mềm, kích thước nhỏ, di động đấy, thì những cái hạch đấy cũng ít khi có thể là ung thư. Tóm lại chúng ta phải dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất, quan trọng nhất là vẫn là diễn biến. Cái thứ hai là cái đặc điểm của hạch nhé. Rồi bạn Huế trả lời được nhưng mà mới được một nửa. Cho nên là cô chưa tặng điểm cho bạn Huế được. Rồi, như vậy các em đã trả lời được cái câu hỏi thứ hai là cái hạch mà các em tìm ra được ấy, nó có nghi ngờ chút nào về ung thư hay không. Tiếp theo nữa là cái câu hỏi thứ ba là vậy thì thái độ của chúng ta đối với cái hạch nghi ngờ ung thư như thế nào? Thì các em phải lưu ý là chúng ta phải gắn nó vào cái bệnh cảnh chung. Chẳng hạn như là bệnh nhân đến với một cái ung thư vú thì cái hạch đấy chúng ta không nhất thiết phải sinh thiết, đúng không? Bởi vì là nếu đối với một cái ung thư vú đã xác định rồi mà có hạch nách thì cái hạch đấy chúng ta thậm chí là khám lâm sàng thôi chúng ta cũng nhận định là đấy là hạch di căn. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đấy đến với các em mà không có một cái bệnh cảnh gì cả mà lại chỉ có cái hạch đấy thôi mà các em đang nghi ngờ ung thư thì bắt buộc các em phải có thái độ là tìm cách sinh thiết cái hạch đó, hoặc là khám những cái bộ phận liên quan đến cái vị trí hạch đấy để tìm xem có ung thư không nhá. Thì đấy là cái câu hỏi thứ ba để các em phải trả lời được.
Thì cô đã xong cho các em về phần hướng dẫn khám và nhận định cái hạch ngoại vi. Giờ có em nào hỏi gì không? Nào, em có em nào hỏi gì không? Em nói cô về phần khám hạch ở nách thì mình có chia ra các vùng như là khám hạch ở cổ không ạ? Hạch nách thì người ta chỉ xác định là hạch nách thôi em ạ. À. Người ta không chia nhóm. Tuy nhiên là nếu mà để cho đỡ bị bỏ sót ấy, thì mình sẽ phải khám. Thứ nhất là mình phải khám trên cái đỉnh hõm nách ấy. Thứ hai là mình phải khám theo các cái đường nách trước, nách giữa và nách sau. Để cho nó không bị sót. Thế còn đối với những bác sĩ mà người ta quá quen rồi thì người ta không cần phải chia gì cả. Người ta khám cái là người ta đã tìm thấy ngay nhá. Còn các em mới thì phải khám như thế, theo thứ tự. Dạ vâng ạ. Thưa cô ạ, theo em thấy thì có cái hạch vùng trên đòn và vùng hạch vùng bẹn ấy thì có cần khám không ạ? Có chứ. Cô đã nói rồi, hôm nay tức là hạch thượng đòn là nó thổ gộp vào với lại khám hạch cổ để em ạ. Nhá. Hạch thượng đòn ấy là nó thuộc vào nhóm 6. Thuộc vào nhóm 6. Nhưng mà thông thường bởi vì cái vị trí hạch thượng đòn nó là cái vị trí rất là quan trọng cho nên người ta sẽ nói riêng là hạch thượng đòn chứ người ta không gộp vào là người ta không nói là nhóm hạch cổ nhóm 6 nữa, được không? Thế thì hạch thượng đòn đấy là nó phải nằm trong vùng khám hạch cổ rồi. Còn bẹn thì vẫn là một cái vùng riêng và các em thực ra bẹn thì các em chỉ cần cho bệnh nhân ngồi hoặc nằm các em sờ nắn vùng bẹn là các em có thể khám được, không cần thiết phải có kỹ thuật gì đặc biệt cho nên cô cũng dạy ở đây nhé. Vâng ạ. Rồi, các em còn hỏi gì nữa không? Rồi, nếu không hỏi gì thì cô sẽ dừng bài giảng ở đây. Xin chào các em. Cảm ơn. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Cô ạ.